Chào nhiều chú, hôm nay em đi đến quầy đồ cũ. Đây thì nay có rất nhiều lavabo cũng như là các loại loa khác rất là đẹp, nhiều loa xếp hàng đối là đẹp luôn. Các bạn thấy mọi người loa đứng này thì trang trí ở nhà thì rất là ok, phòng khách nghe nhạc du dương thì rất tuyệt vời. Em thấy có cái bầu này sao lại cái hồi nó bong hết rồi, bộ ép bong hết. 2001 vẫn giá không thay đổi gì cả, 11.000 tầm 2 triệu gì đó. Bình thường thì nó không bị bong, này thì nó đắt hơn 2.000. Cái này lỗi quá rồi vẫn bán đắt, giá này là đắt. Này 101 thì đúng là cái ngày em sang Nhật bây giờ 5 năm mấy rồi vẫn giá không có gì thay đổi luôn á, 11.000 bằng cái con 2121 kia. Con này thì 11.000, 2 triệu, 45W đến 150W. Đây có một đôi 201 series 2. Cái này thì đã lên giá so với ngày xưa em mới sang Nhật rồi. Là một chữ to như vậy nhé. Ngày xưa em mới sang Nhật đây, con này nó rơi tầm 12.000, là 13.200 cả thuế. Bây giờ nó lên tận 16.500 rồi. Này thì cũng là 60W cho đến 150W. Một cặp như này khoảng tầm 3 triệu chưa cước, đắt hơn ngày xưa tầm 300 nghìn. 400 nghìn gì đó. 5 năm trôi qua, 5 năm mấy trôi qua. Trên này thì mấy cái đôi Pioneer nằm đây cho đến lúc giấy phai màu luôn vẫn chưa thấy ai mua. 27.500, 5 triệu. Con này 70W đến 200W. Pioneer Sony này thì thôi, Pioneer này thôi. Một cặp hết, một cặp hết. Đây 101 MMG. Con này thì cũng giá cũng không thay đổi gì so với 5 năm về trước. 11.000. Vẫn là 2 triệu. Ngày xưa 11.000 nó là 2 triệu mấy. Triệu 2, triệu 3, bây giờ thì nó đắt hơn. Bây giờ thì 11.000 thì nó có 2 triệu thôi. Nó rẻ đi so với ngày xưa là vì chênh lệch của giá. Con này thì không thấy là ghi made in ở đâu nhưng mà có ghi là USA này. 101 IT này, con này rẻ đi so với ngày trước rồi. 101 IT này ngày xưa giá bằng 101 MMG, bằng 101 MM thôi là 11.000, bây giờ có 8.000. 8.800 và thuế thì trên triệu, hơn triệu rưỡi, triệu sáu chưa ở bên này cả thuế. Về Việt Nam bây giờ nó cũng rẻ tầm 3 triệu đó. Đây là mấy con loa lời, còn đầu này có loa này cái vị coi ở đây 121 này, con này cũng 121 một cặp không bị bong gì bằng giá. Cái này là 121 series 5 này là có hai cái, là một là loa đứng, hai là loa nằm. Cái loa nằm là ghế lúc nãy nó bị bong á, còn cái loa đứng này thì nó ok, không có vấn đề gì ạ. 160W. Chỗ này có coi 1501 ZS này cũng 11.000, con này thì nặng trời luôn, hơn 10 cân, 120W, rất là đẹp luôn như mỗi luôn ạ. Bọc kỹ thế này. Đây là một đôi bát 40 của JBL, xuất âm bình thường, giá 3 triệu rưỡi. Còn có mấy dàn mini Bluetooth của Sony này, đài radio thứ này, hoặc là Sonic này, USB Bluetooth FM AM đầy đủ hết, thiếu anten. Còn đây thì loa này, loa center, loa center em lấy loa center, nó gọi là bow 33 WRS này, con này cũng gần 2 triệu này, center nặng lắm. Con này thì JBL A25C cũng 11.2 triệu này, đẹp thật, đẹp thật. Này BMW này, BMW CM center này, con này giá 5 triệu này, đẹp thế, hồi gỗ vàng đẹp, gỗ hồi sao đẹp đấy.
Yamaha này thì thôi to cho bả. Infinity này, Infinity này thì cũng triệu sáu chưa cước nặng đó. Ngày cuối tuần quán đây khá đông khách nên là việc quay video nói hơi bất tiện một chút, nên là quý vị lúc em tăng âm lượng ở trong làm video thì có khó nghe chút hoặc là âm thanh không được tốt thì quý vị thông cảm. Còn bên này thì mấy con loa này còn nằm đây gần 10 đời rồi vẫn chưa ai hốt đó. Em sang bên kia xem có cái gì ở đây, có cái họng kèn này hay này, vậy này. Cái họng kèn của Pioneer PM40 vậy, một cặp nhá. À, 8 ôm 40W. Cái này thì nó có cả đầy đủ hết này, đó. Sau luôn nhá. Chứ không phải là mỗi phần họng nhựa không thôi nhá, nó có cả cục 500 từ sau ạ. À, giá là 5 triệu. Rẻ, rẻ hơn so với những con khác em từng gặp ở quán đồ cũ. Đấy loa sang bên này xem có mấy cái trầm hay có cái trầm nào hay được không. Nãy đây đông người quá không vào quay được. Rồi, đây có mấy trầm Yamaha cũng khá là ok này. FW150 này. Rồi FW160 150W này. Giá thì 160 chênh hơn 150 rất là nhiều. Con này 3 triệu rưỡi, con này có 2 triệu rưỡi cả thuế. Đây, siêu trầm Yamaha FW300. Con này thì bass là 25 cm, không thấy ghi công suất gì mà 3 tháng luôn. Đây coi sao vị thấy rất đẹp đó, rất là đẹp vì nó nặng và nó chặt nên em không gặp sau quay ra sản xuất ở đâu được cho quý vị xem. Còn ở phía dưới này thì có SVF 205 này, cũng 2 triệu này. Rồi Robo PS321 kìa, có Omni này đó. Cái này thì cũng nhiều khách có quan tâm ấy, nhưng mà kiểu giá nó cũng đang hơi cao đấy, thành ra là nó em hơi ngại lấy cái này. Trước em gửi về Việt Nam thì tầm 18 cân ạ, cả bộ đó. Ngày đó mà nó còn cao thì giá loa cao tầm 8 triệu rưỡi gì đó, bây giờ thì nó rẻ hơn. Bây giờ đi bay thì chỉ tầm 6 triệu rưỡi gì đó, 7 triệu là căng đó. Nó rẻ hơn ngày xưa 5 năm trôi qua, nhưng mà cũng cái bộ loa này nó rẻ đi so với ngày xưa 1 triệu rưỡi bạc. Cũng đó là giá Nhật nó còn đi thụt lùi so với giá Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam thì gì cũng lên, Nhật thì cũng người hoạt hàng đấy, nhưng mà 5 năm trôi qua lại giảm đi rất là nhiều. Đây, còn FW160 này, Onkyo này, nhớ. Ngoài ra thì đây là mấy cái đồ game gì, nhân vật hoạt hình, nhân vật game thứ. Bên này người ta ưa chuộng cái này. Việt Nam mình có nhiều trái hình sĩ Hepman này thứ. Đồng hồ Citizen này 2.000 này, 300.000 này. Đấy đấy. Điều chỉnh qua radio này, sóng bắt sóng qua radio này, chạy bằng pin. Lại có bộ đồ SWAT cho anh chị nào đi câu này. Đấy thì ở bên này có mỗi loa đại bác này. Đấy, mấy cái loa nằm đây lâu đời này, loa chạy bật lửa giá khoảng tầm 2,5 triệu một bộ, một đôi này, loa chạy bật lửa này không ai mua nó lâu quá rồi. Đây bên góc kia có mấy anh em Việt Nam đi bên đấy nghe tiếng nói chuyện bên đấy. Gracias.
Em quay sơ qua anh chị của chủ xem mọi bộ loa còn đồ cũ. Em xin phép tạm dừng video để đi mua vài thứ anh chủ về. Hẹn gặp lại trong cái video lần sau ạ.